Kinh doanh online là mỏ vàng trời cho hay là một cạm bẫy có rất nhiều rủi ro? Trong thế kỷ này mà nếu kinh doanh mà không online thì đừng kinh doanh nữa. Có rất nhiều những thắc mắc về việc tại sao không bán được hàng khi kinh doanh online, tại sao họ làm được, còn tôi thì không. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cộng với nhu cầu lớn của người tiêu dùng khiến kinh doanh online trở thành một hình thức kiếm tiền cực kỳ thu hút. Thế nhưng giữa cả trăm người bán nhưng chỉ có vài người trụ lại được. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Kinh doanh cần lộc, cần vía hay cần kiến thức? Để tránh bị mất tiền oan hoặc tiêu tiền không đúng chỗ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây nhé. Có nhiều chị em chia sẻ với Ốc là họ rất là muốn kinh doanh giống như Ốc vậy, nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu và họ lo sợ những cái rủi ro sẽ đến với mình. Ốc hiểu những cái khó khăn của các bạn, nhưng mà nếu như các bạn còn tiếp tục chần chừ e ngại thì đến bao giờ các bạn mới có thể làm được điều mình muốn đây? Ốc tin rằng là nếu như các bạn thực sự làm chủ mình trong việc kinh doanh thì chắc chắn các bạn sẽ tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Khi bạn có được một nền tảng kiến thức vững chắc thì cũng đồng nghĩa với việc là bạn hạn chế tối đa những cái rủi ro có thể xảy đến với mình và bạn luôn làm chủ tình hình. Dù cho là bạn kinh doanh nhỏ lẻ thôi, nhưng mà nếu có thể kiếm được những đồng tiền minh bạch thì Ốc nghĩ điều đó rất là hạnh phúc. Còn nếu như may mắn hơn, các bạn mở rộng được mô hình kinh doanh của mình và thực sự thành công thì nó rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Lúc đầu khi mới kinh doanh online thì Ốc chỉ nghĩ đơn giản là tìm được nguồn hàng tốt rồi mỗi ngày mình sẽ đăng bài để bán, thì một ngày chỉ cần bán được vài ba đơn thôi là đủ vui rồi. Nhưng mà thực tế là buôn bán kiểu lẻ tẻ như vậy thì lợi nhuận thu được không có bao nhiêu, mà phát sinh rất là nhiều chi phí Ốc phải chi trả cho các khoản như là tiền marketing này, tiền chạy quảng cáo này, tiền nhân sự này, rất là nhiều các khoản chi khác mà lợi nhuận thì không có, thật sự là không bỏ công. Khi bắt đầu học về kinh doanh một cách bài bản và nghiêm túc hơn thì Ốc đã nhận thấy rằng là mình phải thực hiện đầy đủ tất cả các bước thì mới có cơ hội thành công được. Và cái bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất đó chính là làm sao để bạn có thể tìm được nguồn hàng uy tín và chất lượng. Thì với những nguồn hàng tốt, bạn có thể vào các trang rất là uy tín mà họ đã bán từ rất là lâu, ví dụ như là Taobao, hay là với Tmall thì bạn có thể tìm những cái món đồ về gia dụng hay là về thời trang chẳng hạn. Khi đã có được nguồn hàng tốt thì điều tiếp theo bạn phải làm đó chính là làm sao để bán được hàng. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng, đúng không các bạn? Và chúng ta phải giải quyết việc này. Đầu tiên hãy nói về kênh mà đem lại lợi nhuận cho mình nhiều nhất, dễ tiếp cận với khách hàng nhiều nhất, đó chính là Facebook. Với Facebook thì gần như bạn có thể bán tất cả mọi thứ ở trên đây và khách hàng cũng có thể tìm được mọi thứ mà họ cần ở trên mạng xã hội. Và với Facebook thì Ốc nghĩ là việc chạy quảng cáo sẽ luôn là một việc nên làm. Và nếu như bạn biết cách để chạy quảng cáo một cách hợp lý thì thực sự hiệu quả cũng sẽ làm cho chúng ta rất là bất ngờ, với điều kiện là phải tìm được đúng đối tượng khách hàng của mình. Các bạn biết không, tất cả những điều mà Ốc vừa nói, tư duy về việc kinh doanh, về kiến thức trong việc nhập hàng, phân bổ hàng, những điều này thì thực sự là Ốc đều phải học, cố gắng để học mỗi ngày. Và thật là may mắn khi Ốc đã tìm được một nơi thật sự uy tín để mình có cơ hội được lĩnh hội và cập nhật những kiến thức này một cách nó bài bản và chỉnh chu. Cuối cùng là Ốc hy vọng với những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay cũng sẽ phần nào tiếp thêm động lực cho tất cả những bạn trẻ đang muốn kinh doanh online, và đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa muốn kinh doanh online thì các bạn có thể bắt đầu điều này. Hoặc nếu được có thể kết nối với Ốc, Ốc sẽ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mình có với tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công trong công việc kinh doanh online và luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe những gì mà Ốc nói ngày hôm nay. Kinh doanh mà, đâu phải ai cũng có tiền để làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng nếu biết cách làm đúng thì chỉ cần một lần là đủ. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Trường. Có lẽ là mọi người đã biết đến Trường qua phim Về Nhà Đi Con. Nhưng mà Trường nghĩ là cũng có một số bạn sẽ chưa biết là Trường rất là thích kinh doanh. Và Trường đã kinh doanh về ẩm thực rất là lâu rồi. Trường thấy là qua cái phim Về Nhà Đi Con thì cái vai Vũ với Quốc Trường bên ngoài thật sự mà nói là có khá là nhiều điểm tương đồng. Nhưng khác nhau một chỗ như thế này. Vũ á, được sinh trưởng trong gia đình khá giả giàu có, cho nên khi kinh doanh là được bố mẹ bơm tiền cho kinh doanh. Cho nên chắc chắn một điều là anh ta sẽ bị thiếu về kiến thức. Nó chính xác hơn là thiếu về sự trải nghiệm, kinh nghiệm. Cho nên dẫn đến cái chuyện là dễ bị lừa. Đó chính là vai nhã lừa trong cái chuyện là hồ sơ năng lực á. Giả mà anh thật không biết, mà không phải là phim đâu nha các bạn. Thật ra cuộc sống ở Trường đã trải nghiệm, Trường thấy là rất là nhiều người bị lừa như vậy, có thật, và đôi lúc nó còn một số tiền lớn hơn, một cú lớn hơn, rất là nhiều đau đớn hơn nữa. Cho nên Trường làm cái gì á thì Trường tìm hiểu rất là kỹ, Trường học hỏi rất là nhiều, và đặc biệt phải nạp kiến thức mỗi ngày. Trường thấy là cũng rất là may mắn là Trường chưa bao giờ thất bại lớn, chỉ có thất bại nhỏ trong cái sự thành công lớn. Nhưng mà Trường khẳng định một điều, may mắn
chắc chắn không tự nhiên mà đến. Nó chỉ đến với những người thật sự nỗ lực tạo ra vận may mà thôi. Và chừng hiểu một điều là khi mà mình kinh doanh á, mình đã đổ tiền vào trong chuyện đó, nó là đồng tiền mồ hôi nước mắt xương máu của mình, cho nên không ai muốn thất bại cả, ai cũng muốn sinh ra lợi nhuận. Nhưng mà không phải ai cũng có nhiều tiền để làm đi làm lại nhiều lần, chỉ cần biết cách làm đúng thì chỉ cần làm một lần mà thôi. Chúng ta hiện tại đang sống ở thế kỷ 21, công nghệ 4.0 và đang phát triển rất là ồ ạt. Ngày xưa thì bản thân Trường á, khi mà muốn kinh doanh thì đầu tiên là mình phải đi tìm mặt bằng nè, rồi phải nhập hàng như thế nào nè, kể cả kho bãi xưởng. Nhưng mà bây giờ Trường thấy kinh doanh đang dần dần dịch chuyển sang online, và rất rất là nhiều người đang đổ vào cái mỏi vàng này. Theo nhiều nhà kinh tế đánh giá là kinh doanh online một vốn tới bốn lời, tại vì số tiền mình bỏ ra ít nhưng mà thu lại lợi nhuận rất là cao. Nó tối ưu hóa được nhiều mặt, ví dụ là như kho bãi nè, mặt bằng nè, rất là nhiều thứ so với kinh doanh truyền thống. Như là Trường thì bản thân Trường cũng như là bạn bè của Trường đang kinh doanh thì có khá nhiều kinh nghiệm về kinh doanh online. Như Trường đã áp dụng kinh doanh online trong hệ thống nhà hàng của Trường, và hiện tại chiếm doanh số rất là cao, nó chiếm có những lúc lên tới hơn 20%. Cho nên đây là sự trải nghiệm thực sự của Trường, và Trường mong muốn là Trường sẽ nói về điều này, chia sẻ cùng các bạn để các bạn có thể tham khảo về kinh doanh online, nó rất là hữu ích. Khi kinh doanh online ở Việt Nam, Trường nghĩ đầu tiên chúng ta suy nghĩ đến trang Facebook, vì trang đó được cái lượng follow và like và tương tác rất rất là khủng, với là chúng ta có thể là bán hàng trên đó rất là dễ dàng, không có bị kén mặt hàng. Chúng ta có thể livestream nè, chúng ta có thể post hình trên Facebook rồi chúng ta chạy quảng cáo để tạo cái tương tác nhiều hơn. Và Trường thấy có nhiều bạn biết tận dụng thì có thể liên kết với những hotpay để có thể là bán hàng, lấy được những đơn đặt hàng nhiều hơn. Hơn nữa Trường thấy là trong thời buổi này ai cũng bận rộn, không chỉ là công việc không mà còn là bạn bè, xã hội nữa. Cho nên việc kinh doanh online đầu chuyện rất là tốt. Chúng ta không cần mất thời gian để tập trung, mà chúng ta có thể làm bất cứ nơi nào, chỉ cần có smartphone hay là laptop kết nối internet là xong. Bản thân của Trường mà khi kinh doanh, hoặc là bạn của Trường khi kinh doanh á, muốn học hỏi các anh đàn chị đi trước về kinh nghiệm, về bí quyết thành công, chắc chắn là anh chị sẽ không chỉ hết đâu. Nhưng mà ở đây các chuyên gia ngoài việc là giao kinh nghiệm rồi phải cực khủng, không chỉ về lý thuyết mà chỉ về thực chiến luôn, chả khác gì việc cầm tay mà chỉ việc cả. Có rất là nhiều bạn hỏi Trường là kinh doanh về mặt hàng nào là sẽ có lãi. Thật sự là Trường không dám khẳng định, nhưng có điều này Trường khẳng định là kiến thức thì sẽ không giờ lỗ được. Và Trường nghe đâu nói là cái khóa học này có chỉ vài trăm ngàn đồng mà chúng ta có thể học cả trọn đời. Nếu như các bạn cố gắng áp dụng, kiên trì học hỏi ở khóa học này thì đó chính là chìa khóa dẫn đến thành công của các bạn. Trong kinh doanh chắc chắn là sẽ có người thành công và có người thất bại, nhưng Trường dám tin rằng những người thành công là những người luôn luôn tìm tòi học hỏi, không chỉ ở lý thuyết mà còn về thực tiễn. Cho nên các bạn muốn trở thành một người thành đạt, cái điều đầu tiên các bạn cần phải thay đổi, biến việc muốn trở thành hành động. Người ta thường sợ sự thay đổi, nhưng họ lại không biết rằng cái giá phải trả cho việc không thay đổi nó còn lớn hơn rất là nhiều. Nếu muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm cớ. Giàu hay không, thành công hay không, tất cả nằm ở bản thân của chúng ta. Chúc các bạn may mắn.